chuyên gia cảnh báo Mỹ sắp suy thoái, thị trường chứng khoán lao dốc 30%. Trong báo cáo ngày 27 tháng 6, ông Peter Berezin, chiến lược gia cấp cao của BCA Research, đã hạ dự báo mục tiêu cho chỉ số S&P 500 xuống 3.750 điểm, giảm hơn 30% so với mức đóng cửa ngày 28 tháng 6. Ông dự kiến nền kinh tế Mỹ sẽ bất ngờ suy thoái vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Theo vị chiến lược gia, thị trường lao động sẽ suy yếu trầm trọng, gây áp lực khổng lồ lên chi tiêu tiêu dùng. Tốc độ tuyển dụng chóng mặt trong thời đại dịch đã giảm đáng kể và công chúng đang đối mặt với thị trường lao động kém hấp dẫn hơn trước nhiều. Số vị trí trống và tỷ lệ thôi việc giảm rõ rệt, đồng thời tốc độ tăng trưởng tiền lương đã chững lại. Một số báo cáo khác cũng chỉ ra dấu hiệu chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại, bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 5. Dữ liệu từ các ngân hàng cho thấy những người Mỹ thu nhập thấp có vẻ đã tiêu cạn tiền tiết kiệm thời đại dịch. Do tỷ lệ nợ quá hạn đối với thẻ tín dụng và vay mua ô tô leo lên mức cao nhất kể từ năm 2010 và tiếp tục đi lên, các ngân hàng có thể thắt chặt tiêu chuẩn cho vay, gia tăng áp lực lên người tiêu dùng. Khi sức chi tiêu của người tiêu dùng yếu đi, ông Peter Berezin dự kiến doanh nghiệp sẽ hạn chế đầu tư. Dữ liệu của BCA cho thấy nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị giảm các khoản đầu tư cho tài sản cố định. Tệ hơn, ông cảnh báo tốc độ tăng trưởng của châu Âu cũng sẽ chậm lại sau khi vừa bắt đầu phục hồi. Nền kinh tế Trung Quốc, vốn đang phải vật lộn với khủng hoảng bất động sản, cũng có thể sa sút. Trong kịch bản này, tốc độ tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều sẽ suy yếu, đè nặng lên chứng khoán toàn cầu. Một khi suy thoái ập đến, ông Peter Berezin nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, sẽ không vội can thiệp do lo sợ lạm phát tái bùng phát. Nền kinh tế Mỹ khó có thể trông chờ vào sự trợ giúp của chính sách tài khóa vì thâm hụt ngân sách đang tăng một cách không bền vững. BCA khuyến nghị khách hàng giảm nắm giữ cổ phiếu, đồng thời tăng tỷ trọng của tiền mặt và trái phiếu trong danh mục. Trước BCA, dự báo tiêu cực nhất về thị trường chứng khoán Mỹ thuộc về JP Morgan. JP Morgan ước tính S&P 500 sẽ giảm về 4.200 điểm vào cuối năm 2024, thấp hơn 23% so với mức đóng cửa cuối tuần trước. Trong báo cáo triển vọng mới, JP Morgan dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ sẽ chững lại trong nửa cuối năm 2024 và các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn như Nvidia không thể tiếp tục kéo thị trường lên cao.